IV Live xin kính mời quý vị và các bạn tham gia chương trình Tiếng Hát Bolero, The Voice of Bolero 2017. Chương trình dành cho quý vị và các bạn yêu thích dòng nhạc Bolero, có năng khiếu, đam mê ca hát và muốn thử sức mình. Đây là dịp vui cùng hát cho nhau nghe. Thể loại cuộc thi không giới hạn độ tuổi, quý vị và các bạn có thể trình bày solo, song ca hoặc hợp ca. Một ca khúc nhạc Bolero và một ca khúc chủ đề mùa thu hoặc chủ đề vu lan. Xin lưu ý, VE Live sẽ không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, âm thanh của những ca khúc quý vị trình bày. Quý vị vui lòng gửi audio của hai bản nhạc vào email vaelive.talent@gmail.com trước khi ngày 30 tháng 7, 2017. VE Live sẽ post hai ca khúc của quý vị lên facebook.com/VE Live và YouTube VE Live. Một trong những giải thưởng bình chọn sẽ dựa theo số like của quý khán thính giả. Và giải thưởng bình chọn của ban giám khảo đài VE Live. Giải thứ nhất là một chiếc iPad mini. Giải thứ hai là Samsung Galaxy Tab A. Và giải thứ ba là một chiếc karaoke microphone. Và các giải khích lệ. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia ngay hôm nay.